vô lại mấy chị ơi. Chị bóp văng ra rồi. Bị văng ra ngoài rồi chị. Hôm nãy em bị bóp. Thầy Phúc bóp em ghê quá. Điện thoại thì mơ lắm, không phải đường. Vô lại mấy chị ơi, em mới bị văng ra ngoài rồi. Em đang hăng say. Mấy chị ơi vô lại đi, vô lại giùm em với. Mấy chị thấy em chấm bài giùm em với. Dạ buông đáng đã khó khăn rồi, giờ đã khó khăn vận chuyển khó khăn mà giờ Facebook cũng làm mình khó khăn nữa chị ơi, khổ ghê luôn á. Dạ mấy chị vô lại giùm em với nha, mấy chị vô lại giùm em với. Khổ ghê luôn mấy chị ơi, nó cứ vô hôm qua giờ là em bị mấy lần luôn rồi đó, cứ like được xíu xong bị văng ra, like được xíu xong bị văng ra. Giờ em chia sẻ bài về trang cá nhân lại nha mấy chị nha. Giờ em chia sẻ lại rồi em vô em like lại nha mấy chị. Rồi chị. Nhắc vô không có được. Đang bận rộn. Mấy chị chờ em 50 giây nha mấy chị nha. 30 giây cũng được. 30 giây thôi mấy chị ơi, chờ em 30 giây. Chị Ngọc Mai hả chị? Em không biết chị Ngọc Mai. Nên bà con nhà em không có ai tên Ngọc Mai hết. Chắc là giống nhau á chị. Rồi em lên tiếp nha mấy chị nha. Đang live sung quá trời luôn á. Dạ mã này là 65.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65k mấy chị. 2m ha. Cái điện em mới đổi cái điện thoại khác á. Thì cái điện thoại này cái camera nó không có được tốt lắm nên em phải đứng sát sát chút nha. Chị nào mà thấy mờ mờ thì báo em nha. Cái này 65k 2m nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65 nha. Mã 65k cái này 2m. 2m 65k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65 nha. Và mã này mã 45 nè. Mã 45k, chị nào lấy thì comment giùm em là 45k nè. 45k. Cái này được 1m nè. 1m 45.000. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 45, cái này đẹp mấy chị. Cái này lên nè. Cái này 1m nó hơi ngắn á, chứ cái này mà dài mấy chị may đồng nó cũng đẹp á. Mấy chị lấy may áo đồ rất là sang ha. Lấy áo, may áo rất là sang. 45k 1m em chốt của chị Thiên Nguyễn nè. Dạ cái này 65k không có chị nào lấy hết rồi. Không chị nào lấy luôn á, thiệt hả? Thiệt luôn, thiệt với em luôn ha mấy chị. Nè mấy chị, hoa nhỏ dễ thương nè. 65k 2m tính ra 1m tầm hơn 30 thôi mấy chị. Hàng thô thêm mấy chị mua ngoài phải 4 mấy ngàn là phải mua số lượng nhiều, nếu không là khoảng 6 mấy ngàn mét á.
Hàng thu thêm này, cái này 2 mét có 65 ngàn thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 65 nè. Mã 65. Hoa cúc này rất là dễ thương. Hoa nhỏ này dễ thương hơn, 2 mét là mình đủ lên đầm nè. Hoặc là mình lên váy áo cho con gái rất là sang và đẹp ha. 65k 2 mét mấy chị. Lên một mẫu kính đó ha, mẫu kính. Cái này là 30k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 30k nha. 30k này gần 1 mét ha, gần 1 mét 30k. 0m95 á, gần 1 mét á. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30. Mã 30 nha mấy chị nha. Cái tối đó ta. Dạ 30k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30. Mã ba cưới này gần 1 mét mấy chị nha, gần 1 mét 30 ngàn. Dạ em chốt của chị Thiên Nguyễn nè. Dạ mã này mã 68. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 68 nha. Mã 68k nè. Mã 68k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 68k nha. Hoa mai 68k hoa mai nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 68k. 1 mét nè. 2 mét. Cái này của em được 2 mét rưỡi ha. 2 mét rưỡi 68 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 68k 2 mét rưỡi. 68k 2 mét rưỡi nha mấy chị nha. Mã này là 34 ngàn nè. Cái này là 1 mét á. Hơn 1 mét 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34. Hơn 1 mét ha. Hơn 1 mét 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 34. Mấy chị về mấy chị may cái áo thì kiểu chân đăng lên như vậy nè. Đẹp ghê luôn á. 34k hơn 1 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là 34. Dạ 68 thì chốt của chị Thiên Nguyễn nè. Chị nào mà may cái họa tiết chân đăng cái tim hồi nãy mà không đủ á, để em gom gom cái số dài dài á cho mấy chị là đủ may là rất là đẹp luôn. 68k cho chị Thiên Nguyễn, 34k cho chị Thiên Nguyễn. Cái này lên đẹp lắm mấy chị. Rất là đẹp. Một mét bảy nè, chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 45 nha. 45k 1m7. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45. Mã 45 này dính vải, dính sợi vải. 45k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 nha. Mã 45 lên đầm lên áo 1m7 ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 45 1m7 ha. Hoa này là hoa to mà nó sang nè. Có nhiều chị đi mua thì thích cái lỗ to to để độc lạ mấy chị. 45k cho chị Thiên Nguyễn nè. Và mã này mã 38k. 38k 1m3. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38k nha. 38k 1m3 mấy chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 38k 1m3 ha. 1m3 38k. Ba mươi tám em chốt của chị Thiên Nguyễn nè. Dạ mã 40 1m1. Cái này là 37k đi. 37k 1m1 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 37 nha. Mã 37k 1m1 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 37k. 37k 1m1. Cái này là 43k. Cái này cũng hơn 1m nè. 1m1 luôn á. Hơn 1m. 1m1 này 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 43 nha. 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 43. 37 em chúc cho chị Thiên Nguyễn nè.
Cái này là 43k nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 43. Mã 43 chị nào lấy thì comment giùm em là 43. 37 em chốt của chị Thiên Nguyễn. Dạ hình hơi nhòe hả chị? Dạ cái điện thoại này cái camera nó cũng không được tốt lắm á chị. Nhưng mà giờ cái điện thoại kia Facebook nó không có cho like nữa. Dạ mã này mã 50 ngàn nè. Chị nào, nó bóp văng ra. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50 nè. Mã 50. Xám theo trắng sau lưng con à. Ở đâu ta? Không có cái nào sau lưng con, không có cái nào xám theo trắng đó cô. Con không biết là cái khúc nào ta. Dạ khúc này là 50k nè. 50k chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50 nha. Mã 50. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 50. Cô chờ con một xíu nha. 1m. Cái này được 2m à. 2m 50k này, 1m có 25.000 thôi mấy chị ơi. 2m 50k quá rẻ. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50, 2m 50k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 50 nha. 50k. Xám theo trắng sau lưng. Ở sau lưng con không có cái nào xám theo màu trắng của cô bên con. Có hai cái von kiến này thôi. Một cái von kiến này là màu, cái von kiến này là von kiến chân đăng thôi. Cái này là 25.000 một mét là có một mẫu nè. Là cái này là von kiến theo. Là một mét là 25.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này. Cô có lấy thì comment giùm con là mã này là 25k chạy kèm số mét nha. 25k trắng kèm số mét. Là con kiếm theo. Với lại con có cái này. Với lại con có cái này là con kiếm theo màu xanh luôn nè. Xanh. Con kiếm theo màu lá xanh. Cũng 25.000 thì comment giùm con là chị nào lấy thì comment giùm em là 25 xanh cạnh số mét. Còn con chỉ có cái này nè con. Cái này là không phải là theo. Hàng này không phải hàng theo mà hàng này là hàng này là hàng siêu nhung á. Ngay sau con. Ngay sau phía con, sau con cái này là cái này không phải là theo đâu. Cái này là cái hàng này là vải giống như là cái vải vải che mưa che nắng đó cô, giống vải che xe hơi á. Thì con lấy con trùm cái vải phía sau cho nó đớt bớt bụi á. Tại vải phía sau thì có người đặt hàng mà họ chưa có lấy, con che lại cho nó bớt bụi thôi. Đó. Còn có cái này là chất siêu nhung thôi. Cái này không phải là theo nha cô nha. Dạ mã này là 63.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 63k 2,5 m nè. Xong cái nào ta? Tại cô nói một con tìm không ra. Dưới chân con luôn á là cái nào ta? Cái này hả cô? Này là lụa satin. Để con nhìn vào cái camera xem thử là có thấy được cái nào không. Còn cái hàng ở bên này á cô hả? Hàng ở bên này á hả? À không phải lên. Cái đó là lụa satin, không phải là linen đó cô. Cái là lụa satin. Dạ mã này là mã 65.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 65k 2,5 m nè mấy chị. 65k 2,5 m nha. 65k 2,5 m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65. 65k 2,5 m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65k nha. Mã 65 2,5 m. Dạ mã này mã 30 à. Mã 30 cái này là hơn 1m ha. 30 hơn 1m, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 30 hơn 1m nè. 30k hơn 1m nha. Dạ 30 em chúc cho chị Thiên Nguyễn nè.
Dạ mã này mã 28.000. Mã 28.000, dạ màu hôm nay đợt này là em hết rồi đó chị. 28.000 cái này được 1 mét ạ. 28.000 1 mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 28k nha. 28k 1 mét nè. Hình tự nhiên. Dạ chắc là tự nhiên Facebook nó thương em đó chị. Nó bóp xong rồi tự nhiên giờ nó rõ lại á. Dạ mã này mã 59.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 59k nha. Theo như vậy hay có chân đan như vậy nè. 59k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 59 nè. Mã 59 1 mét. 1m6 ạ. 1m6 59k. 1m6 59k, chị nào lấy thì comment giùm em là 59. Dạ em chưa có, em chưa có con tôn lanh mới về chị ơi. 59k 1m6. Dạ mã 25k đúng không? 25k hình như là mã này á. Chị Kim Yến nè. Dạ mã này mã 68 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 68. Cái này là 24k. À, cái này là 2m rưỡi. 2m rưỡi 68k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 68 nha. Mã 68 á chị. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 68k nè. 68k. Dạ mã 68k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 68k. Cái này 2m rưỡi ha. 2m rưỡi 68k. Dạ mã này mã 34.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 34k 1 mét nè. 34k được 1 mét mấy chị. 34k được 1 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là 34. Dạ con chốt cho cô Phạm Minh Tài mã 59 nè. Cái này là 34k 1 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34. Em chốt cho chị Thiên Nguyễn. Dạ giờ hôm nay em không có lên lụa hoa chị. Em like cái này xong là em lên hàng cô tông em bé. Bởi vì hàng cô tông em bé, hàng cô tông em bé em mới về, còn hàng lụa hoa thì em chưa có hàng mới chị. Dạ mã này mã 34k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 34k nha. 34k. Cái này của em được 1m. 1m2 ạ. 1m2 34.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 34k 1m2 nè. 1m2 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 1m2 34. Em gần hết mẫu rồi đó chị nha. Em gần hết mẫu rồi. Còn khoảng cỡ 8-9 mẫu rồi hết rồi. Mã này 36k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 36k nha. 36k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 36k là được hơn 1 mét. Hơn 1 mét 36.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 36 hơn 1 mét. Hơn 1 mét 36k nè. Dạ 36 em chốt cho chị Thiên Nguyễn nè. Dạ mã này là 35.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 35k. Cái hoa này đẹp lắm. Có cái chị nào không có ngại lỗ to á, mình lấy cái hoa này đẹp lắm nha. 35k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 35k nè. 35k cái này được 1 mét hơn luôn mấy chị ha. Được 1 mét hơn luôn 35k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 35k này hơn 1 mét. 36 chốt của chị Thiên Nguyễn nè. 35 chốt của chị Thiên Nguyễn luôn nè. Dạ mã này mã 40 à. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 40 mấy chị nha. Mã 40 nè. Mã 40. Cái này của em được hơn 1 mét nha. 40k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 40k hơn 1 mét. Có cái màu đen nè mấy chị.
Dạ 40 em chốt cho chị Thiên Nguyễn nè. Cái màu đen là 43k nè. Màu đen lên cái áo là màu đen, nó không giống gì hết. 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 43 nha. Mã 43. Mã 43 được 1m. 1m3 gần 1m4 á. Gần 1m4 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 43. Chết cha. Dạ mã này là mã 28k 1m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 28k nha. 28k được 1m đó chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 28. 28k 1m. Mã này là 31.000 ạ. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 31k nè. 31k. 31k và 28 chốt cho chị Thiên Nguyễn. Mã này là 28. 28k. À, 31k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 nha. Nó lan lười làm liền. 31k 1m1 đó chị. 31k 1m1 này, chị nào lấy thì comment giùm em là 31k nè. Dạ 31 em chốt cho chị Nguyễn Lệ. Chị Nguyễn Lệ, chị cho em xin số điện thoại để em lên đơn cho mình nha chị nha. Chị Nguyễn Lệ, chị nhắn cho em số điện thoại. Dạ em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Lệ rồi. Dạ cái này là 1m3 45k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 45k 1m3 ha. 1m3 45k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45k 1m3. Cái hoa này thì xinh lắm mấy chị nè. 1m9 46.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 46k 1m9. 1m9 nha, 46k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 49 1m6 nè. Hoa này rất là xinh luôn. 1m9 46k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 46. 45 chốt của chị Thiên Nguyễn nè. 46 chốt của chị Nguyễn Lê. Việc ở đây còn cái nha. Nói như vậy. Dạ 46 em hết rồi chị Lan Chi ơi. Còn kéo kia. Dạ mã này là 34.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 34k mấy chị nha. 34k. 34k, cái này của em được 1m2 ạ. 1m2 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 34k 1m2 nè. 34k 1m2. Mã 50 mấy chị ơi. Mã này mã 50. Mã 50 1m3. Dạ 34k 1m2 cho chị Thiên Nguyễn. Bỏ ghi tên giùm chị luôn. 34k của chị Thiên Nguyễn. Dạ chị Hoàng Dung ơi em hết rồi. Cái này em quên rồi. Dạ mã này mã 44 nè. Chị lấy thì comment giùm em là 44k nè. Em chúc cho chị Nguyễn Lệ nha. Nguyễn Lệ nè. Cái này được 1m. 1m2, 1m, gần 1m, hơn 1m3 nha chị nha. Chị Nguyễn Lệ mã 5, mã 44. Dạ mã này mã 26.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 26k được 8 tấc rưỡi nha. 26k 8 tấc rưỡi. Chị Lan Chi em hết khúc mấy cái mã rồi chị ơi. Mã 44 hết rồi. Cái này là 26k. 26k 8 tấc rưỡi. Chị nào lấy thì comment giùm em là Nguyễn Lệ 44. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 26. 26 chúc cô chị Thiên Nguyễn nè.
Rồi la lừa dù quả này liệm luôn. Dạ mã này là 28k nè. Chính tấc 28k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 28 nha. Chính tấc 28k, chị nào lấy thì comment giùm em mã này 28. Dạ mã này 28 chính tấc. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 28 nha. Dạ em chào anh Luli. Dạ mã này là 39 nè. Dạ 28 em chúc của chị Thiên Nguyễn nè. Dạ mã này là 34k. 39k. 39k 1m1 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 39 nha. Mã 39k 1m1. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 39 nha. 39k. Mã này là 30k nè. 30k, chị nào lấy thì comment giùm em là 30k mấy chị nha. 30k. 30k cái này của em có 8 tấc thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 nha. Mã 30. Mã 30 8 tấc. Dạ chị Thanh Huỳnh, anh em không có lai lụa. Chị Nguyễn Sa An ơi, tối là do bị mạng bị bóp tương tác á chị. Chị thoát ra ngoài chị vô lại xem thử coi được không chị nha. Rồi thêm mấy mẫu nữa là hết rồi nha mấy chị nha. Gần hết rồi. Phụ nhét cái bao này vô trong này được không? Dạ cái này được 1m này 29.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 29 1m nha mấy chị nha. 1m 29k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 29k 1m. 28k cái này 8 tấc mấy chị. Theo này là theo kính luôn ha. 8 tấc 28k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 28k 8 tấc nha. 28k 8 tấc. Dạ 29 em chúc của chị Thiên Nguyễn. Mệt có đôi hôi xuống ra. Dạ mã này mã 30 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30. Mã 30 được 1m mấy chị ha. Được 1m 30k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 30 mấy chị nha. Mã 30 1m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 30. 30k 1m này mấy chị nha. 30k em chốt của chị Mai Nguyễn nè. Dạ mã 30 em hết mấy chị nha. Tại có một miếng à. Dạ mã này mã 32 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 32. Cái này cũng được 1m thôi. 1m 32k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 32k 1m nè. 1m 32k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 32k 1m nha. 32k 1m. Cái này là 31.000 này. 32k em chúc của chị Thanh Nguyễn. Dạ mã này là 31k, cái này cũng được 1m luôn mấy chị nha. 31k 1m, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 nha. Mã 31k 1m. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 31. 32 cho cái chị Thanh Nguyễn nè. À. 31k cho cái chị Nguyễn Lệ. Dạ mã này mã 28.000 nè. Cái này 8 tấc. 28k 8 tấc. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 28 nha. 28k 8 tấc. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 28k nè. Mã này là 33.000 1m1. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 33k 1m1 nè. Dạ 28 em chốt của chị Thiên Nguyễn. 33 1m1. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 33. Dạ mã này mã 39 nè. 39 1m4. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 39 nha. 39k 1m4. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 39k 1m4.
này là 36.000. 36.000, cái này được hơn 1 mét ha. Hơn 1 mét 36k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 36. Dạ 39 em chốt của chị Nguyễn Lệ, chị Bùi Hoàng Dung mua cái mã này em hết rồi. Này là 36k hơn 1 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là 36. Chị Thiên Nguyễn hồi nãy chị có lấy khúc này nè, nếu không đủ thì chị lấy thêm miếng này cho đủ may đầm nè. 39k em chốt của chị Nguyễn Lệ. Dạ mã này mã 38.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 38k nha. 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 38k. Cái này của em được 1m6 mấy chị. 1m6 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38k 1m6. Dạ 38k em chốt của chị Thiên Nguyễn. Dạ mã này mã 85k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 85k. Dạ em chào chị Lăng Chi ạ. 85k, chị nào lấy thì comment giùm em là 85k được 1 mét nè. 2 mét. 3 mét đó chị nha. 3 mét 85.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 85 nè. 3 mét 85k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 85k 3 mét. Ôi. Có khúc này dài mà đẹp lắm nè, chị nào làm hàng cái này ok nè. Mã này mã 101 mấy chị. 101k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 101 có 2 chân mấy chị nha. Có 2 chân đăng nha. Mã 101k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 101. Mấy chị lên đăng như vậy nè. 101k ha. Một vòng nhấn trên ngực, vòng nhấn eo, rồi nhấn like cũng được nữa. 101k khúc này dài lắm ha. 3,5 m mấy chị nha. 3,5 m 101. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 101 3,5 m nè. 3,5 m k 101. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 101 kèm số mét để em cắt cho ha. Cái này 3,5 m. Dạ mã này là 24.000 ạ. Chị nào lấy thì comment giùm em là 24k họa tiết trái tim ha. 24k cái này của em được 9 tấc nè. 24k. 24k 9 tấc, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 24. Mã 24k 9 tấc, chị nào lấy thì comment giùm em mã 24. Dạ 101 em chúc cho chị Lan Chi. Hai bốn chốt của chị Thiên Nguyễn. Lăng Chi đâu nữa, bỏ tụi điện thoại ra. Bộ thế này. Dạ mã này là mã 29k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 29k họa tiết ngôi sao. Cái này của em ngắn thôi, có 8 tấc thôi mấy chị. 8 tấc thôi. 29k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 29 ha. Mã 29, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 29 nè. Mã này là 27.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 27k. Đây được 1 mét ha. 27k được gần 1 mét mấy chị nha, được gần 1 mét 27k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 27 được gần 1 mét ha. Gần 1 mét 27k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 27. 29 em chốt cho chị Thiên Nguyễn nè. 27 em chốt cho chị Thanh Nguyễn nè. Dạ mã này 75k. Chị nào lấy cái này về hàng thiết kế ha. Comment giùm em là mã này 75k mấy chị nha. 75k.
75k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 75k. Khổ ngắn mấy chị nha. Khổ 1m1, 1m2 thôi ha. Cái này là khổ 1m1, 1m2 thôi, cái này 75k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 75k nè, mã 75. Cái này của em dài 1m. 2m. Dài 2,5m mấy chị nha, dài 2,5m. Nó có một chân đăng, nó có một biên thôi mấy chị. Đăng của nó như vậy nè. 2,5m ha, 2,5m 75k. 2,5m 75k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 75. Mã 75 nha, chị nào lấy thì comment giùm em mã này 75k. Một cái màu hồng mấy chị. Mã này là 26.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 26.000, chín tấc. Chín tấc 26k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 26 ha. 26k chín tấc, chị nào lấy thì comment giùm em là 26. Dạ 75 chốt của chị Lan Chi. Chín tấc 26k, chị nào lấy thì comment giùm em là 26. 26 chốt của chị Thanh Nguyễn. Dạ 37 là mã nào? Qua rồi, lâu rồi chị Mai Nguyễn ơi. Lan Chi nè. 20 cháu vậy Thanh Nguyễn nè. Dạ mã này mã 60 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 60 mấy chị nha. Mã 60 cái này được 1m9 ha. 1m9 60k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 60 nha. Mã 60 1m9. 1m9 60k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 60 nè. Mã 60. 1m9 60k. Chị nào lấy mã này thì comment giùm em là 56k. Chân đăng hai biên luôn. 56k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 56k mấy chị nha. 56k. Cái đăng nó tụt lúc không. 56k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 56. Này của em được 1m. 1m9 ha. 1m9 56k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 56k. Số này là 65.000 mấy chị nha, 65.000. À 60.000, 60.000. Dạ giờ chị mới về hả chị. Dạ 60.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 60. Mã 60. Còn 3 4 khúc nữa thôi mấy chị ơi. Mã này là 39k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 39k mấy chị nha. 39k. Em chào chị Vân Lê nè. 39k 1m3. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 39 1m3 nha. 39k 1m3. Mã hồi nãy. Mã này là 35.000 1m2 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 35.000, 39 em chốt của chị Thiên Nguyễn nè. 35.000 1m2. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 35k nè. 35k 1m2 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35. Dạ 39 em chốt của chị Thiên Nguyễn. 39 chị Thiên Nguyễn. 35 chị Thiên Nguyễn nè. 35 chị Thiên Nguyễn. Dạ mã này là 55. Vô liền, vô liền. Dạ chị Bùi Hoàng Dung ơi, mã này em hết à. Dạ mã này 55k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 55k. 55k 1m. 1m8 ạ. 1m8 55.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 55k 1m8 nha. 55k 1m8. Rồi mấy khúc này nữa là hết mấy chị ơi, 4 khúc nữa là hết rồi. Đây nè, ô cái mồi kìa, cái mồi kìa. Cái mồi kìa. Và mã này là 26k. Chị nào lấy thì comment giùm em một cái này 26k. 26k chín tấc. 26k chín tấc, chị nào lấy thì comment giùm em là 26k chín tấc nha. 26k chín tấc, còn 4 khúc xong mấy chị ơi. Và mã này là mã 49 nè. Gì vậy? 49k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 49k nha. 49k. 49k khúc này được bao nhiêu mét nha?
49k, chị nào lấy thì comment giùm em là 49k được 1 mét nè. 1m9 ha. 1m9 49.000, chị nào lấy thì comment giùm em là 49 ha. Rồi thêm mẫu này nữa các chị, thêm mẫu này nữa là hết đó. 32.000. Khúc này 32.000 được 1 mét hơn. Hơn 1 mét 32.000, cái này là hoa cúc 6 cánh mấy chị nha, hoa cúc 6 cánh nè. 1m2 à, hơn 1 mét 32.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 32. Cái này em có 3 khúc. Rồi hết mẫu mấy chị nha, 4 khúc này luôn. Có 4 khúc này thôi là hết mẫu. Dạ 32 khúc này em, chị Hoàng Dung lấy 1 khúc thôi đúng không? Hơn 1 mét là 32k chị Hoàng Dung nè. Cho chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn cái này là 29k nha. 29.000 chị Thanh Nguyễn. Khúc mới sau là 29. Còn khúc ở trên là 30, khúc của Thanh Nguyễn 29, khúc kia là 32 của Hoàng Dung. Rồi con khúc này. Khúc này có 25k, nó khúc ngắn ngắn, không biết mấy chị sau có lấy không, tại khúc kia nó cũng xê xích nhau là 1 mét đó thì không sao. Cái này có được 9 tấc thôi nè. 9 tấc có 26-27.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã là 27. 9 tấc thôi. Ô, cái này bị lỗi rồi mấy chị. Cái này 23k nè, hai cái này nó ngắn quá. Em bán một khúc tặng một khúc cho chị tu Pham Pham nha. Tại hai khúc là đều ngắn, hai khúc này khúc nào cũng 23k hết, 7 tấc à. 29 của chị Thánh Nguyễn. Chị tu Pham Pham ơi, em tính cho chị 23.000 nhưng mà em tặng một khúc báo một khúc nha, tại vì cái đó có 7 tấc thôi. Vô liền, má vô liền. Rồi hết mấy chị ơi, em qua hàng thun cô tông nha. Tu Phạm Phạm là đơn cũ á. Hàng bao theo hôm nay em hết rồi mấy chị nha. Có được mấy khổ hết rồi, cho em dọn một xíu rồi em vô em đi hàng rồi. Em lai hàng thun cô tông. Em lai hàng cô tông 4 tiền. Kêu hả? Kêu hả? Kêu ai đó? Kêu ai đó? Kêu ai đó? Đây. À còn mấy khúc nữa này mấy chị. Còn mấy khúc nữa em lên luôn cho hết nha. Cái mã này là 60k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60. Mà nó bị dơ một chút rồi để em giảm cho. Này được 1 mét ha. 1m3 mà nó bị dơ ở đây nè mấy chị. Cái này nó bị dơ 1-3 bông hoa ha. Cái này 1m3 60k, chị nào lấy thì comment giùm em là 45.000 thôi nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45, 60 giảm còn 45. Tại vì nó ngắn quá, tuy là ba bông hoa nó không ảnh hưởng gì mà nó do nó ngắn quá, nó sợ nó em sợ mấy chị ảnh hưởng về cắt không có phối được. Dạ 45, cái này lỗ như vậy nha chị Maria Hạnh nha. 60 giảm còn 45 cho chị Maria Hạnh nè. Mấy khúc giảm mà rồi mấy khúc mà em like là em không xả cho chị nha. Cái này đẹp lắm chị, cái này đẹp lắm luôn á. To không em hả chị? Cái này 1m3 nha, 1m3 nhưng mà nó bị lỗi 3 bông hoa bị dơ. 1m3 chỉ có 3 bông hoa bị dơ thôi. Chốt của chị Maria Hạnh. Em qua mẫu khác nha mấy chị. Còn 3 bông khúc ở trên này thì em like luôn. Cái này là 43.000 nè. Cái này không biết theo kiểu gì á, 43k. Cái này chắc thôi, cái này không bán. Bán mất uy tín. Dạ mã này là 50k màu xanh đen mấy chị. 50k xanh đen, mã này 1m4 nè. 1m4 50k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 50k 1m4 nè. 50k 1m4, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50k nha. Màu xanh đen mấy chị. Màu xanh đen có chân đăng luôn. Cái này màu xanh than á. Ướm lên không thấy. Do em mặc áo màu đen á. 1m4 53k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 53. Màu xanh than. Có một cái hoa, tự dưng sót một cái hoa. Mã này là 64.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 64.
Mã 64K mấy chị nha, 64K. 64K chị nào lấy thì comment giùm em là mã 64K. Cái này được 1m7 ha. 1m7 64K nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 64. Dạ 64 em chúc chị mẹ TT. Cô Minh Tài ơi, con hết rồi. Rồi em hết rồi mấy chị ơi, em hết rồi. Em chỉ còn cái hàng màu đen mà lỗ to to như vậy thôi. Chị nào làm thì inbox em rồi em để luôn nha. À còn cái này nữa, em quên. Còn mấy cái miếng bên này nữa nè. Dạ mã 53 con hết rồi cô Minh Tài ơi. Ủa, mã 53 chưa ai chốt mà. Mã 53 là mã nào ta? Nãy giờ chắc là 64 cô Minh Tài chốt quá trời, 50, 53, 64 mà giờ không biết cái nào hết. Cái đó giờ hết rồi. Giờ do mạng bị chậm đến giờ con mới thấy comment của cô á con. Dạ cái này là 34.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34K ha. 34K. 34K cái này dễ thương ghê luôn á. 1m, hơn 1m đủ để may áo thôi nha. 34K chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34K nè. Hoa này là giống một hoa cúc ha. 34K hơn 1m, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 34K nha. 34K. Dạ 34K em chốt cho chị Vân Lê. Em có hai cái khúc này là vừa một màu xanh vừa một cái màu trắng là cùng một họa tiết mấy chị nha. Cùng một họa tiết luôn á. Dạ mã màu xanh này là 73.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 73K nè. 73K. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 73. Dạ 1m nè. Mạng bị lỗi á cô. Mã 73K được 2m. 2m rưỡi ạ. 2m rưỡi 73K em chúc cô chị Vân Lê. Cái đó em có một cái màu trắng nữa nha chị Vân Lê nha. Cùng họa tiết luôn á, cái màu trắng là mã 107. Mã 107 thôi cô mẹ em đi chị. Cái là bài báo của chị Vân Lê. Mã này 107 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 107 này giống cái họa tiết màu xanh hồi nãy á mấy chị. 107. Cái này của em được 1m. 2m. Ui, cụ đâu rồi? 3m. 3m rưỡi ạ. 3m rưỡi 107 giống cái họa tiết màu xanh nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 107 kèm theo số mét. Dạ do bị bóp tương tác đó cô Minh Tài. Do bị bóp tương tác đó. Dạ em chốt cho chị Vân Lê mã 107 cùng họa tiết luôn nha chị nha. Còn cái sọc này nữa. Dạ mã này là mã 89K nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 89K mấy chị nha. 89K. Cái này xô theo rất là mềm và đẹp ha. 89K. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 89 nha. 1m. 2m. 3m. Cái này của em được 3m rưỡi mấy chị nha. 3m rưỡi mà có 89.000 thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 89 nè. Mã 89 3m rưỡi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 89 3m rưỡi ha. 89K 3m rưỡi. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 89. Dạ mã này là mã 25. 215 kèm số mét giúp em nè. Không cái này. Mà nhiều khi không cắt được. Mã 215 kèm số mét giúp em nha. Họa tiết cái này rất là sang đó chị. Đây. Mã 215 kèm số mét giúp em. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 215. Cái này mấy chị lên đầm đẹp lắm luôn á. Họa tiết này mấy chị lên đầm rất là đẹp. Và cái chất này là boy. Cái boy này rất là dày dặn luôn. Theo này cũng là dày nữa. Mã 215 kèm số mét giúp em nè. Mã 215 kèm số mét. Này mấy chị lên đầm sang lắm ha. Chị nào mà làm hàng lấy cái này rất là có lợi luôn. Bởi vì khi em bán hàng trên live á, em bán em sale với cho mấy chị đến lấy tương tác nó rất là rẻ. Dạ 215 chút con chị Vân Lê nè. Cái này chị may đầm đẹp lắm. May đầm mấy áo gì cũng đẹp hết. Hết rồi mấy chị ơi. Giờ em lên hàng cô tông 4 chiều nha mấy chị nha. Hàng không cô tông 4 chiều. Em cập nhật cái giá rồi cái.
cho em hả? Hả cây lá chim xuống một xíu. Rồi cái không hai cái lá chim này cũng có đựng mọi nhau luôn. Hả thấp xuống. Em lên hàng không có tông em bé với chị nha. Chị Vân Lê ơi, lát nữa em like xong á, mấy cái mẫu em nói chị để em like xong để em gọi điện cho chị nha. Em chụp hình em gửi chị. Dạ mã này không có tông em bé là một không có tông 4 chiều mấy chị nha, 125.000 một ký nè. Mã này là 51k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 51k mấy chị nha. Hàng thun cotton 4 chiều rất là giản luôn. Rất là giản và đẹp. Một cái này 51k, chị nào lấy thì comment giùm em là 51k. Cái này màu xanh ha, màu xanh hoa nè. 51k, chị nào lấy thì comment giùm em 51, em chốt cô chị Bích Ngọc Trần nè. Hàng này em không có cắt nha mấy chị nha, tại vì từng tấm của nó là có một mẫu riêng thôi. 51k em chốt cô chị Bích Ngọc Trần. Dạ hết rồi chị. Hết rồi chị Thiên Nguyễn, hết rồi. Còn nhiều mẫu khác nữa. Để em không giờ em còn hàng có thông thông của tông em bé là cái hàng kia em hết rồi. Hàng kia em hết mẫu, hàng thông thêm hết mẫu, khi nào có thì em báo tiếp. Hàng thông của tông em bé nha mấy chị nha. Màu trắng nè, cái nào dài thì em cắt được nha mấy chị. Còn cái nào ngắn ngắn thì mấy chị lấy hết giùm em. Dạ mã này là mã 81.000 nè. Để em cắt cái này. Cái này cắt kiểu sao ta? Nếu mà dài có cắt kiểu sao ta? Cũng xé được nữa. Hồi nãy em hết rồi chị. Cái này. Mã này là mã 75k nè, không có tông em bé nha. 75k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 75k rất là dày dặn luôn đó chị. 75k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 75k. Và 75k em chốt của chị Bích Ngọc Trần nè. 1m. Cái này được gần 2m luôn đó chị. Rồi cái này em biết đâu chị nào luôn á. Dạ 75k em chốt cho chị Bích Ngọc Trần. Ta. Nó 75 mà không biết 64 là mã nào. 64 là mã nào hả chị? Chị Thiên Nguyễn 64 vào dẹp hết cấp hết rồi. Và mã này là 52k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 52k. 52k cái màu nâu tây này đẹp lắm mấy chị nha. 52k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 52k. Thun cô tông em bé mấy chị nha. 52k mà cái này mình may đồ người lớn cũng được luôn á. Này thun cô tông nè. Thun cô tông giãn 4 chiều luôn mấy chị nha. Giãn 4 chiều luôn. 53k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 53k nè, mã 53. 52. 52k màu nâu tây mấy chị nha. Màu này 55 nữa. Màu này rất là sạch mấy chị ha, màu rất là sạch. 53k chị nào là 52k chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 52 mấy chị nha, mã 52. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 52k nè. Mã 52k chị nào lấy thì comment giùm em mã 52. Cho cái túi vào đây. Với lại hạ cái chân ở dưới được không? Cho cái camera nó xuống cái này thôi nè. Chị Thiên Nguyễn ơi, mấy cái mã giờ chị comment em không biết mã nào. Được rồi, em không biết mã nào thiệt luôn á, tại vì giờ cái hàng mà em nói like xong rồi em bỏ vô trong kiện em cất hết rồi, cho chị nói mã này em không biết mã nào. Chụp hình lại rồi lôi ra cũng đuối nữa.
Dạ chị comment giờ, ý là chị comment giờ em mới thấy luôn á. Chị comment là giờ em mới thấy á. Chị comment là giờ em mới thấy thì mà mấy cái thô theo á, em cất hết trơn rồi. Hồi nãy like xong, hồi nãy hàng gì nó, ủa sao chị Thiên Nguyễn đi đâu mất tiêu rồi ta? Hồi nãy bị out ra hả chị? Giờ em hết mẫu, hết cái mẫu thô theo rồi. Dạ mã này mã 60 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60. Mã 60 thun em bé ha, thun cô tông em bé 60k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60 màu xanh lá ha. Màu xanh lá 60k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60 nha. Mã 60. Chắc hồi nãy mạng bị lỗi sao á, giờ em mới thấy comment của chị luôn. 1m nè. Này là 1m rưỡi, hơn 1m rưỡi nè, hơn 1m rưỡi 60k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 60k mấy chị nha. Mã 60k nè. Thêm cái màu hồng nè mấy chị. Rồi cái này đẹp lắm, mấy chị về mua may đồ ở nhà mang rất là mát luôn á. Và mã này là 43.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 43k nha. 43k màu hồng dâu mấy chị, 43k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 43 nè, mã 43 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em cái này là 43k màu hồng dâu. Sờ vô nó mát ghê mấy chị, cái hàng này nè. Mình may đồ là đã luôn á. Sờ vô nó mát mà thích lắm. Mà rất là dày dặn luôn, mang ở nhà rất là mát. Và mã này là 87.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 87k. Mã này 87k thun cô tông 4 chiều nha, 87k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 87 ha. Mã 87. 87k nè. 1m. Này được này biết đo khổ sao đây. Nó 4 chiều dạng, dạng 4 chiều luôn á, 87k một chút cô chị Bích Ngọc Trần nè. Bỏ vào chứ chuột hả? Rồi, một cái lột nhỏ như vậy. Thì thương rồi. Màu vàng mấy chị ơi, một cái màu vàng 51.000. Dạ đúng rồi chị Cô Lê, này là may đồ em bé rất là đẹp luôn á. 51k màu vàng nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 51k nè. Năm nay biết sao chứ Tết gần tới mà em thấy cái màu vàng ít lắm. Chị nào lấy, chị nào thấy vàng thì mua ha. 51k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 51k. Hàng này cô tông 4 chiều đã lắm mấy chị ơi. Giống như mấy cái hàng mấy chị mua trong con cưng luôn á, đã lắm. 48k nè, chị nào lấy 51k, chị nào lấy cái màu vàng thì comment giùm em là 51k nha. 51k. Thêm một cái màu vàng, màu cam mấy chị ha, màu cam. Mã này là 58.000 ạ. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 58k nè. 58k cái màu cam ha, màu cam. 58k màu cam, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 58 nha. Mã 58 màu cam. Dạ màu tím. Màu tím Huế. 48.000 mấy chị. 48.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 48k mấy chị nha. 48k màu tím nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48 màu tím. 48k màu tím ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48k màu tím. Dạ 58 em chốt cho chị Thương Minh nha. 58 màu cam đó. Em chốt của chị Thư Minh nè. Dạ màu tím Huế này 48k có chị nào lấy không ạ? Dạ 48k màu tím nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 48k mấy chị nha. 48k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 48k. Màu hồng mấy chị ơi, màu hồng nè. Dạ màu hồng này là 98.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 98k mấy chị. 98k nha. 98k màu hồng, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 98. Mã 98 màu hồng ạ. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 98k nha. 98k thun cô tông. Thun cô tông 4 chiều. Thun 4 chiều luôn, 98k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 98 nha. Mã 98. Mấy chị chờ em xíu nha.
em chia sẻ một cái nhóm, em chia sẻ bài ngàn nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 67k mấy chị nha. 67k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 67k ha, 67k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 67k, thun cotton 4 chiều ha, con em bé nè. Thun cotton này may áo khoác được không ạ? Dạ may được chị ơi, cái này may áo khoác được nha. Chị may đồ em bé ứng dụng cái nào mà chị may được là chị may được hết á. Dạ 67k em chốt cho chị Bích Ngọc Trần. Chị may đồ bộ, may yếm, may đồ gì cũng được nha mấy chị nha. Chị Thanh Huỳnh ơi, mã này em hết rồi. Mã 67 em hết rồi, chị chọn mã khác nha. Cái mã này là trắng, nhưng mà trắng là tông trắng xanh nè mấy chị nha. Hồi nãy là trắng tinh, trắng gạo. Và mã này là 105. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 105 nha. Mã 105. Có gấu, có sư tử luôn mấy chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 105 nha. Mã 105. Mã 105 kèm số mét giúp em. Cái này em cắt đôi được á. Cái này chắc cắt đôi được. Mã 105 này chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105 mấy chị nha. Mã 105. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 105 nha. Cái hồng da mấy chị ơi, em có cái hồng da này rất là dễ thương nè. Mã này là 88k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 88 nha. Mã 88k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 88 nè. Mã 88k, gấu sư tử bạn nào cũng có hết. 68k, à 88k, chị nào lấy thì comment giùm em mã này 88. Màu này hồng đậm hơn ha, hồng đậm hơn. 48.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 48k mấy chị. 48k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 48k nha. 48k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 48k, em chúc cho chị Thư Minh nè. Một bé màu vàng, giống màu vàng, vàng lấy ong á mấy chị. 35k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 35. Mã 35k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 35k nha. 35k hàng màu vàng lấy ong nè, 35k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 35 nha. Dạ 35 em chốt của chị Bích Ngọc Trần nè. Dạ mã này là 45k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 45k. 45k. Chị nào lấy mã này thì comment giùm em là 45k nha. 45. Mã 45. Một cái màu da, màu nút 65.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 65k nè, 65k. Dạ 45 em chốt của chị Thanh Huỳnh. Dạ mã này là 65 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65k mấy chị nha. Mã 65. Mã 65, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 65k giúp em ha. Mã 65. Mã 65k màu da 65k. Màu da hoa mấy chị, màu da họa tiết hoa. Mã 106 ạ. Chị nào lấy thì comment rồi. Sờ vô nó mát lạnh đã ghê luôn. Cái đó không cắt 1 mét đâu chị, cái mét
Cái này thật ra 65k khoảng cỡ 2 mét mấy. Giờ cắt sao? Cắt đôi cái này hả? Em cắt đôi chị Kim Yến nha. Chị Kim Yến ok thì em cắt đôi cho chị nha. Tại cắt đôi nó có khoảng hơn 1 mét một tí thôi. Nó hơn mét một tí. Nó chung chưa được mét nữa. Thôi cái này. Cái này chị có cắt mà cái này nó ngắn lắm chị. Nó ngắn lắm. Cắt đôi cái này cho chị Kim Yến nè. Chỉnh rồi. 65 cắt đôi cho chị Kim Yến. Và mã này mã hoa mấy chị nha. Mã này in hoa. 105 nha. Màu da này mấy chị, màu da này in hoa 105. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 105. Cái này mấy chị này may quần ống ôm, may quần chip cho em bé, hoặc là mấy chị may quần đùi, may đồ bộ, hoặc là mấy chị may quần dài á, may quần dài bo bo thì mang chung với mấy áo kiểu là cũng rất là đẹp mấy chị nha. Hàng này chất này rất là dày dặn luôn, chất dày dặn cotton 4 chiều, giãn và tưng lắm luôn á. Mã này là 105 nè, mã 105, chị nào lấy thì comment giùm em là 105. Rất là dày dặn và rất là mát luôn, không dặn ngứa, mấy em thấy thì cũng không xù lông luôn á. Mã 105 nè, chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 105k. Mã 105k. Cái này cắt 1 mét. Ủa chỗ chị vô nhận hàng được chứ chị ơi. Cái này em cắt đôi cho chị nha. Em cắt đôi cho chị Kim Yến nha. Tại cái hàng này dày dặn lắm, cắt 1 mét ra nó bị lỡ cỡ nên cái này em cắt đôi cho chị được thôi. Một miếng để lại cho Kim Yến chưa? Để chung với tự nhân đôi hai bên. Em cắt đôi cho chị thôi nha chị nha. Cái này cắt đôi chị Kim Yến nè. Là cái này nó thun nó nặng á mấy chị. 65 của chị hồi nãy là 32k. Cái đó chị lấy về may á, nếu mà không may mà dư thì mình có thể may được thêm quần á. Và mã này mã 33k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 33k một hồng. 33k nha, cái này cũng khoảng cỡ hơn 1 mét thôi. 33k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 33k màu dâu nha, 33k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 33 nha, mã 33. 33.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là 33. Tại cái hồi nãy chị biết cái chiều sao, chị nói 1 mét mà chị thấy có đo lên mấy cái 1 mét. Dạ 33 em chốt cô chị Thư Minh nè. Vậy là của chị là 50.000, của chị Kim Yến là 52.000. 52.000 của chị Kim Yến. Và cái này là 60k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60 với chị nha. Mã 60, thâu cotton 4 chiều. 60k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 60 với chị nha, mã 60. Mã 60 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60 nha. Hoa màu xanh. Về cái này mình may đầm may áo đồ cũng đẹp mấy chị nha, may quần, may đầm may áo 60k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60 hoa nhí. Hoa màu trắng, hoa lên nền trắng này mấy chị. Mã này là 75.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 75k nè. Mã 75k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 75k nha, mã 75. Mã 75. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 75k thun cotton 4 chiều không? Mã 75k. Màu trắng. Dạ thun cotton, thun nó có nhăn đó chị Thu Hiền ơi. Thun cotton không có nhăn đâu. Hàng nó rất là tưng luôn á, không có nhăn. Mã này là 54k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 54k. Thun cotton 4 chiều rất là dày dặn và mát mấy chị nha. 54k nè, chị nào lấy cái màu hồng thì comment giùm em là 54k nè. 54k mấy chị nha. 54k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 54. Trắng nè. 80k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80. Mã này 80k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80 nha, mã 80.
mã 80k, chị nào lấy thì comment nhận là 80 nha. Cái này như là nó cái khổ nó không phải là cố định đúng không ta, nó từng tấm đúng không? Cái này nè. Còn cải khô, cải tuy theo tầm tại cái này bộn chiếu đang dàn giọng nhấu à. Coi phải coi chưa biết nha. Cái này nhỏ lắm chị ơi, cái này dài 80 em chốt của chị Thanh Nguyễn nè. Cái này có 60k chị lấy hết luôn chị Kim Miến, tại cái này mà cắt ra là nó còn nhỏ xíu nó mụn lắm. Cái này chị lấy hết luôn đi. Tại vì lấy về xong chị may đầm may quần vậy đó, cái này em không cắt được đâu. Cái này không cắt được, tại nó nhỏ lắm. Bình thường lấy về là mình may đầm may đồ may quần đủ luôn. Dài 80 em chốt của chị Thanh Nguyễn và chị Bích Ngọc Trần ơi. Dạ vậy thôi em khỏi cắt cho chị nha, tại vì khi cắt ra cái miếng nó lỡ lỡ á chị, nó nhỏ quá em không cắt được. Thà cái miếng là dài dài em cắt cho chị nha. Một cái màu hồng dâu mấy chị, hồng dâu nè 42.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42k hồng dâu nè. Hồng dâu 42k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 42 mấy chị nha, mã 42. Mã 42 hồng dâu, chị nào lấy thì comment giùm em là 42k nè. Màu cam, chị chọn mấy cái nhỏ nhỏ vậy nè, 40 mấy ngàn đó là nó vừa đó. Rồi về mình may là đẹp luôn. Mã này là 64k nè, màu cam. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 64k màu cam nha. 64k màu cam, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 64 ha. Mã 64 màu cam nè. Dạ 64 em chốt của chị Bích Ngọc Trần nè. Dạ ok chị Thanh Nguyễn. Dạ mã này mã 63k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 63k nha. Mã này là 63k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 63k. Cái này rất là mát ha. Cái thun này đã ghê luôn á, mát và dày dặn lắm. 63k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 63 nha mấy chị nha. Mã 63. Màu hồng á chị, hoa màu hồng nè, mã 63k luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 63k nha, hoa nha. 63k. Chị nào lấy cái này thì comment giùm em là 63. 63, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 63 mấy chị nha, mã 63. Mã 50 à. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 50 mấy chị nha, mã 50k nè. 50k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 50k quý chị nha. 50k. Và mã này mã 67 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 67 quý chị nha, mã 67. Mã 67, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 67 ha, mã 67. 67k. Về cái này mình may đầm may quần rồi rất đẹp mấy chị nha. 67k. Cái này dài xuột. Và mã này là mã 242, chị nào lấy thì comment số mét rồi em cắt cho được nè. Cái này mã 242 mấy chị nha, mã 242 nè. Mã 242. Chị nào lấy thì comment giùm em là 242 nha. Khổ 1m6 mấy chị nha. Cái này khổ cao lắm luôn á. Mã 242 nè, chị nào lấy thì comment giùm em là 242 kèm số mét rồi em cắt cho mấy chị nè. 242 kèm số mét. Khổ này là hơn 1m6 mấy chị nha, khổ nó cao lắm ha. Em đưa cái khổ này qua đầu em luôn á mấy chị. Qua đầu em luôn á. Hơn 1m6 khổ này cao lắm. Cắt cho chị Kim Yến 1m nè. Chờ em xíu nha. Có chị nào lấy thêm cái màu xanh này nữa không ạ? Cái này khổ 2. Cái này là 242k kèm số mét giúp em nè. 242 kèm số mét. Cắt 1 mét cho chị Kim Yến. Mình phải đi học cách bán hàng thun. Đi khớp. Khổ 1m8 luôn nha mấy chị nha.
Tại thấy đẹp á, cái em dặn về em bán. Mà lần đầu tiên em bán hàng thun cô tông thì em bị khớp. Bán cho chị Kim biết, có chị nào lấy cái này về để may đúng không ạ? À? Comment giùm em là mã xanh kèm số mét này, 242 kèm số mét giúp em nè. Khổ 1m8 nha mấy chị nha, cái này khổ 1m8. Về mấy chị may ga gối cũng đẹp á, cái này mát lắm. Giờ là cuối năm cái gì em cũng ghiền may ga hết. May mặc gối đó mát. May áo khoác cho em bé nè, may đầm, may quần, may quần dài rồi vậy đó. Cắt cho chị Thương Minh 3m nè. Dạ ok chị, chờ em xíu nha, cái hàng thun này phải cắt hơi kỹ một xí. Bỏ lên cây bóc mát, cắt cho dòng lẹ. Chị Kim Miếu 1m, chị Thương Minh 3m ạ. Cái này khớp quá. Cười đau bụng luôn á. Dạ 1m của chị Kim Miếng là 34.000 nha chị nha. Khổ 1m8 nha mấy chị nha. Khổ này là dài thùng lòn luôn á. Các cái chị Kim Miếng 3m. Em cắt nó được không được chính xác chị nha, tại cái hàng thun á em sợ nó thiếu mét nên em đo, em cứ đo ra nhưng mà nhiều khi nó xê xích một xíu, mấy chị thông cảm nha. Và mã này là 38k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 38 nha. Mã 38k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 38 nè, mã 38. Mã 38k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38 chị nha. Mã 38k. Cái này xinh ghê luôn á, cái màu hồng em thấy hoa xinh. Dạ 3m của chị Thương Minh là 105.000 ạ. À. Cái này chắc cắt dư hơn chút rồi, tại hồi nãy 1m có 30 mấy. Giờ hồi nãy 3m 36.000. Của chị Thương Minh là 105 nè. Dạ còn khúc này có chị nào lấy mà khúc này mấy mét? Không biết mấy mét. Em cân lên nha mấy chị nha, khúc này còn 101.000 nè. Gần 3 mét á, chị nào lấy thì comment giùm em khúc này là 101k mấy chị nha, 101k. Em đau bụng quá. Dạ cái màu trắng này là 60k này, trắng hoa 60k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 60 nha, mã 60. Mã 60, chị nào lấy thì comment giùm em là 60, hàng cổ tông 4 chiều luôn. 60k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 60k. Và mấy hàng đông á mấy chị, cái này đẹp lắm. Dạ màu xanh hoa mấy chị nha, màu xanh hoa nè. Mã này là 64k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 64k mấy chị nha. Mã 64k màu xanh, xanh hoa nhí, 64k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 64 nha. Trời ơi, nãy giờ mới thấy một bé màu xanh dương mấy chị, xanh da trời. Nãy giờ mới thấy cục xanh da trời luôn á. Mã 106.000. Mã 106 màu xanh da trời. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 106 mấy chị nha, mã 106 màu xanh da trời ha. Mã 106 màu xanh da trời, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 106 nha. Mã 106 xanh da trời nè. Màu hồng này nảy lên cho ta. Khớp quá, khớp quá. Mã này mã 102 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 102 giúp em ha. Mã 102 nè. Và mã 102, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 102 nha. Mã 102 màu hồng. 102 màu hồng. Rồi em qua em like hàng khác mấy chị nha. Cái này em like em khớp quá. Chờ em xíu mấy chị. Nó xinh ghê luôn á, nó rất là xinh luôn. Cái này rất là đẹp. Chị nào mua về mình may đồ á,
Này hàng này chị, mấy chị mua về may đẹp lắm. Cho để em chụp hình đi đăng đi. Lai em thấy lai cái này hơi khó. Cái tim này chị nào lấy thì em bán luôn nha, giá cũng giá giống vậy luôn. Mã này 45k, đây là hàng cô tông cào, hàng lai mình cào á, cô tông cào bông nè, 45k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 45k nè. Cái này là 1m6 nha, 1m6 45k. Cái này hàng mới bị bon về tức thì á. Dạ chị Quốc Thiên, em lên hàng lụa nè. Dạ cái này 45k cho cô chị Khánh Hoài, hàng mới bị bon về tức thì, 45k 1m6. Em để cho chị Khánh Hòa nha. Thêm miếng nữa là lụa nha mấy chị nha. Cái này lụa 95k thôi. Mã này là 12.000. 12k nè. Cái này bom á. Giờ còn có một miếng mới trả về nè, em xem nè, chị nào lấy thì comment giùm em mã này 13.000. 1m mấy chị. Von tới tim. Hơn 1m có 12.000 thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là 12k nè, hàng von nha. Hàng von 12k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 12k này, còn cái này hơn 1m á. Hơn mét 12k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này giùm em là 12.000. 12.000 hàng von tới tim. 12k nha mấy chị nha, 12k. Cái túi ba lụa nằm đâu nhỉ? Dạ 12k em chốt của chị Kim Yến nè. Giờ cái hàng đó chưa biết cách like, để học cách like nè. Em bị khớp quá, tại hôm nay em về rất là nhiều hàng không cô tông nên em không có chuẩn bị cái hàng khác để like. Mà bây giờ không có hàng này thì em phải lấy cái hàng khác. Em lấy cái tôn lụa này. Em lấy ít tôn lụa phía sau nha mấy chị nha. Còn cái tôn lụa trong thời gian đoạn, trong thời gian chờ chỉnh. Hả? Tôn hai da, tôn lụa em còn một ít mẫu, em lên tiếp nha mấy chị nha. Tại vì trong thời gian chờ chỉnh lấy hàng vanh lụa ra thì em lên hàng tôn hai da. $50.000 một ký nha mấy chị nha. Siêu đẹp luôn. Có chị nào lấy cái lụa satin lụa này không mấy chị nha? Satin lụa này. Satin lụa 1 ký 160 mấy chị. Cái này satin lụa 1 ký 160, chị nào lấy bao nhiêu mét thì em cắt cho mấy chị nha. Cái này là satin lụa về may đồ bộ nè, may áo dài này, may áo đầm, may áo sơ mi kiểu, may ga gối rồi cũng đẹp, may cái gì cũng đẹp hết. Đây hàng satin lụa nha, 1 ký 160. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã thun tơ hoa hả? Thun tơ em không có. Hôm nay em chỉ có hàng thun cô tông 4 chiều thôi. Em lên cái hàng tôn lanh hai da nha mấy chị nha. Tổ tình cho cô chỉnh quá à. Làm cô chỉnh không có chuẩn bị hàng cho em nói không cần á. Giờ phải đi lôi hàng ra cho em. Em còn ít thôi mấy chị nha. Tôn lanh hai da. Em còn có ít thôi à. Dạ mã này là 80k nè. Tôn lụa, à cái này là tôn gọi là gì? Bôi tôn nè. 80k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 80 nha. Mã 80 bôi tôn nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80. Về mình may áo đầm, mình may áo sơ mi, may đồ bộ gì cũng đẹp mấy chị nha. May ga gối cũng được, con hàng rất là mát luôn á. 80k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80 kèm số mét giúp em. Mã
80 gram số mét nha. Này 1 mét nè, 2 mét, 4 mét với chị. 4 mét 80k nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80. Tính ra 1 mét có 20 mấy ngàn, 20 ngàn à. 4 mét 80k, tính ra 1 mét có 20k thôi nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 80 nha, 4 mét. Cái này em có 4 mét 80k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80. Tại cái này nó đang cắt lẻ nên em sale, em like cùng giá 150k nha mấy chị nha. Còn bình thường cái hàng này em không có bán giá này nha mấy chị. Đây là 4 mét 80k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 80 nha. Mã 80. Hàng boy tôn 84 mét. Chị nào lấy thì comment giùm em là 4 mét 80k nè. Lên thang bánh lùa đó, phải lên thang tốn đấy hả? Rồi chỉnh chuẩn bị xong hàng rồi. Em like cái hàng tôn lụa, tôn van lụa nha mấy chị nha. Van lụa rẻ hơn. Cho 20. Dạ von nhúng mấy chị nha, von dập ly nè. Von dập ly 120k một ký này, von dập ly cái này 50k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 50 giúp em nha, mã 50 nè, von dập ly ha. Von dập ly 50k nè. Chị nào lấy cái này về may may đầm may chân váy rồi vậy nha. 50k. Van dập ly là 50k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50 mấy chị nha. Mã 50. Dạ van lụa may đồ bộ được nha chị nha. Tùy mẫu, mẫu này chị may đồ bộ cũng được nè. 50k, cái này của em được 1 mét. 2 mét. Được 2m6 nha mấy chị nha. 2m6 van dập ly nè. May đồ bộ, may áo đầm gì cũng được ha. 2m6 50k, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này mã 50 nha. 2m6 50k van dập ly nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 50. Qua dập ly mang thoải mái và dễ dàng lắm mấy chị nha. Tổ thác hả? Dạ em chốt cho chị mã TT mã 50. Đẹp lắm chứ. Cái này là von chiếc phong mấy chị nha. Von chiếc phong. Về mình may áo đầm và may áo, áo kiểu rồi vậy đó. Mã này là 48.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 48k von chip phong nha. 48k von chip phong. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là 48k von chip phong nè. 48k von chip phong về may áo đầm hoặc là mình may áo kiểu ha. 48k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48 nha, mã 48. 1 mét. 2 mét. 3 mét mấy chị nha. 3 mét 48.000, chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 48k 3 mét nè. 48k 3 mét. 48k 3 mét von chip phong, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48 nè. 3 mét 48. Về mình may được đầm xòe luôn, cái này mấy chị về may maxi đủ luôn ha. 48k 3 mét, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48 nha. Mã 48k. Mã 48k 3 mét nè, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 48. 48k 3 mét, cắt cho chị kim yến 1 mét.
Cái này em không có cắt được với chị ơi, nhỏ lắm chị Kim Yếu à. Dạ 48 chút của chị Kiều Dung Trần nè. Dạ lát có khúc nào dài dài em cắt nha chị nha. Tại khúc này mà 48 ra cắt là nhiều khi cái đồng ba chiếc phong người ta hay mua nhiều nhiều và để may, để may đầm xòe mấy chị. Cắt ra nó bị lỡ dở. Cái này là lụa satin này là bán 160 ngàn một ký. Bỏ trong cái bộ lụa. Cái này là von chiếc phong tiếp rồi mấy chị. Dạ mã này là 24k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 24k nha. 24k mấy chị. 24k von chiếc phong. Cái này ngắn này chị Kim Miếng nè. Cái này được 1m2 thôi, 1m3 thôi, đủ để chị may áo luôn, 24k thôi nè. Chị lấy cái này thì comment giùm em là mã 24 nha. Mã 24 là chị may đủ áo luôn á, 24k nè. 24k cái này là 1m3. 1m3 là 24k, cái màu này cũng rất là dễ thương. Em chốt cho chị Kim Yến ha. Hàng này hàng von lụa này mấy chị. Cái này em cắt được mấy chị, này may đồ bộ cái này được ha. Chị Quốc Thiên cái này chị may đồ bộ không có mỏng này chị nè. Mã này là mã 125 kèm số mét giúp em mấy chị nha. Mã 125 kèm số mét giúp em, mình may đồ bộ rất là mát. À may đồ bộ rất là thoải mái luôn. Đủ luôn, không dày dặn, không có cần lót gì hết. Mã này là 125 kèm số mét giúp em nè. May đồ bộ hoặc là may đầm hoặc là mình may áo kiểu mấy chị ha. May đồ bộ hoặc may đầm rộng mấy chị nha. Mã này 125 kèm số mét giúp em, may đồ bộ ha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 125 nè. Em cắt 2 mét ra xem thử bao nhiêu tiền. Dạ cái này là 2 mét con lụa may đồ bộ nè. 2 mét 45 ngàn thôi mấy chị. 1 mét chỉ có 22 ngàn rưỡi thôi. 2 mét 45 ngàn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 45 nha. Mã 45 2 mét nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 45 về may đồ bộ hoặc là may đầm nha. Mã 45 2 mét về may đồ bộ hoặc là may đầm nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45 nè. Nó bắt sáng được, nó tối dữ người ta. 45k về may đồ bộ hoặc là may đầm mấy chị nha. 45k. Tông màu xanh đen ha. Tông màu xanh đen 2 mét về may đồ bộ hoặc là may đầm hàng vân lụa nha. 45k 2 mét nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 45. Mã 45. Để cho rồi đây. Để qua bên này nha. Cắt cho chị Kim Miếng 1 mét đúng không ạ? Hàng chị Kim Miếng đi thành công đi. Cắt chua đâu hả? Dạ 1 mét của chị Kim Miếng là 22.500 nè. 22k. Để chung với cái tơ, lấy cái bao để chung với cái tơ cái này nè. Lấy chung với cái đó. Lụa có giãn mấy chị, lụa 100D. Mã là 51k nè. 51k 2m6. 51k 2m6 nè. Dạ ok chị Bích Ngọc Trần ạ. 51k 2m6, chị nào lấy thì comment giùm em là mã 51 nha. Mã 51k lụa 100D có giãn mấy chị nha. Lụa 100D có giãn. 51k 2m6 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 51 nha. Mã 51. Mã 51k 2m6 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 51 nha mấy chị nha. Mã 51 lụa 100D có giãn.
51k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 51k nha. Và mã này là 30k nè. Hàng này chất hàng dày dặn nha. Chất hàng dày dặn có giãn nhẹ 30k. 1m nè. 1m9 nè. 1m9 30k có giãn nhẹ thôi, nhưng mà cái này là có cái sợi tổng hợp á, mấy chị mua về thích hợp là may may đồ bộ cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi nóng nha mấy chị nha. Mấy chị về may chân váy, may áo khoác là vậy thì rất là ok luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này là mã 31 và 31k. 30k em chốt cho chị Kim Yến nha. 1m9 nè. Rồi, nghe mùi bắt đầu ra mùi. Có thùng xinh. Thùng xinh nên là em không biết thùng gì chị ơi. Mấy hai mẹ mà được nó bận nó 1m20k. À 1m20k là dạ 1m20k. Và cái này là 38.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 38.000. Cái này von lụa nha, may đồ bộ được nha mấy chị nha. Hàng này hàng lụa ha. 38k, may đồ bộ có giãn ha. Có giãn nhẹ. 38k có giãn nhẹ. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38k. Lụa nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38 nè. Mã 38. Mã 38 cái này 2m ha. 2m 38k, chị nào lấy thì comment giùm em là 38k 2m cho mẹ may đồ bộ ha. 38k 2m về may đồ bộ nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38. Và mã 38 chốt của chị Hường Tây. Chị Hường Tây ơi, chị cho em xin số điện thoại em lên đơn cho chị nha. Chị comment giùm em xin số điện thoại nha chị. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34k. 34k nha chị nha. Lụa có giãn ha. 34k màu rất là đẹp luôn. 2m. Chị nào lấy thì comment giùm em là 34k nha. 34k. Cái này 34k, chị nào lấy thì comment giùm em là 34k nè. Dạ 34k em chốt cho chị Hường Tây nè. Dạ đơn trên 100 là em đi được nha chị nha. Em đi đơn và có ship đồng giá là 35k. Dạ cái này là hàng von chiếc phong chị nha. Hàng von chiếc phong. Mã này là 25k là 2m nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 25k 2m nha. Cái này 25k 2m. 25k 2m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 25 nha mấy chị nha. Mã 25 von chiếc phong. Về mình may áo sơ mi kiểu rất là đẹp mấy chị nha. May áo sơ mi kiểu rất đẹp hoặc là mình may đầm. May áo kiểu chứ. Chị nào lấy thì comment nhận em là 25k 2m, 1m tính ra có mười mấy ngàn thôi mấy chị. 25k 2m von chiếc phong nè. Von chiếc phong này để chung nó cái tơ đi. Cái von chiếc phong này 25k 2m thì chị nào lấy thì comment nhận em là mã 25k nha. Mã 25k. 2m 25k. Mã này là 34.000 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là 34k nè. Lụa này có giãn nha mấy chị nha. Có giãn nhẹ. 34k 2m nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 34k, màu này màu xanh ngọc ha. 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này cũng 34.000 luôn. 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em là 34.000 luôn nè. Về mình may đồ bộ, may đầm cũng được ha. May đồ bộ hoặc là may đầm 34k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 34k nha. Ủa.
Và mã này là 38k nè mấy chị. Lụa 100D đúng không? 38k lụa 100D có giãn. Lụa 100D có giãn nha. Lụa 100D có giãn 38.000. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 38 nè. Lụa 100D mã 38. Chị nào lấy thì comment giùm em mã là mã 38 chị nha. Mã 38 lụa 100D. Điện thoại này cứ tông thú. Ít mắt có xuống để xếp đơn. Có một cục bèn. Có cân đồ cho tính. Dạ cái này là 24k mấy chị. Hàng von ha. 24k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã này 24k. 24k. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này 24k mấy chị nha. 24k hàng von. Hàng von 24k nè. Cái biên ở đâu ta? Đây. Dạ 24k em chốt cho chị mẹ TT nè. Cái này của em có 1,5m đó chị nha. 24k em chốt cho chị mẹ TT. Bố em hết rồi mấy chị ơi. Có một tấm mà. Cho băng trái đi. Cái này em có nhiều nè, chị nào lấy thì comment được nè. Và mã này là 25k nè mấy chị. 25k. Cái này là von chiếc phong mấy chị nha. Von chiếc phong bi nhỏ. Von chiếc phong bi nhỏ, cái này mình lên áo đồ sang lắm. Lên áo sơ mi kiểu, áo kiểu hoặc là lên đầm rất là sang luôn. 25k 2m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 25. Tính ra 1m chỉ có 12.500 thôi mấy chị ơi. 1m chỉ có 12.500 là một họa tiết là màu trắng. Màu trắng chấm bi nè, 25k 2m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 25k nha. 25k là 2m. Em cắt cho chị Kim Yến 2m nè, còn chị nào lấy cái này nữa không ạ? À? Cái này em có số lượng. Cái cây này cũng còn nhỏ nhỏ nên em đem sale luôn. 25k 2m cho chị Kim Miến 2m nè. Dạ còn chị nào lấy cái mã này nữa không mấy chị ơi. 2m là 25.000. 25k 1m. 25k có phải 2m. Chị nào lấy thì comment nhận em là mã 25 nha. Mã 25. 25k chị nào lấy thì comment nhận em là mã 25 nha. Mã 25. Để em cắt cái gì cái miếng 1m nha. Còn phút này là 22m là 25k. Có vải thun xịn may đồ bộ. Vải thun xịn chị Hường thay em. Em không có vải thun xịn. Em có vải thun cô tông thôi. Thun cô tông em bé. Cái đó cũng là thun xịn nhưng mà hàng của em bé. Cắt cho chị cái miếng 1m này hơn 1m xíu 13k. Chị nào lấy cái này thì comment giùm em là mã 25k 2m nha. 25k 2m. Von luôn mấy chị ơi. Mã này là 32k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 32k. 32k hàng von nha. 32k hàng von, may đầm hoặc là mình may áo. May đầm hoặc là mình may áo 32k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 32 nha. Cái này được 2m mấy chị. 32k 2m. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 32 nha. Hàng vô để may áo nè. 32k 2m. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này mã 32. Mã 32 2m nha mấy chị nha. Sao giờ em đói bụng quá. Nhà mã này là 31.000 này mấy chị. 2m 31k hàng von chiếc phong luôn nha. 2m 31k. Chị nào lấy thì
thì comment giùm em là mã này là 31 2m nè. Ngôi sao 2m 31k. Chị nào lấy thì comment giùm em là mã 31 nha. Mã 31 2m 31.000. Hết tối không mấy chị hả? Hết tối không hả? Chiều nay em xuống live sớm mấy chị ơi. Chiều nay em xuống live sớm nha. Chiều nay em xuống live sớm, ngày mai em hẹn các chị để ngày mai lên live. Dạ em chào mấy chị nha. Em cảm ơn mấy chị, em chúc mấy chị buổi tối vui vẻ. Lát nữa em xong rồi em dọn dẹp xong chốt đơn cho mấy chị là em gửi mẫu rồi, có gì em gọi điện cho mấy chị nha. Em chào mấy chị ạ. À.